Dạ vâng, hello, xin chào cả nhà mình nhé. Thì hôm nay em lại về được mấy cây MacBook Pro 2015 nhé. Có cả bản 13 inch có 2 cây này. Bản 15 inch thì em cũng có 3 cây. Giá hôm nay em để nó khá là tốt so với bình thường mọi người nhé. Có máy xấu, có máy đẹp có. Nói chung là tiền nào của đấy, máy xấu thì lại rẻ, máy đẹp thì nó đắt. Đắt hơn một tí. Đó, nói chung là đắt hơn thì không đắt hơn nhiều nhưng mà đắt hơn một chút. Đầu tiên thì nên cho mọi người một cây Pro 2015 nhé. Đây mọi người nhìn này, ngoại hình này. Cấn móp thì nó cũng không có cấn móp nặng đâu, nói chung là cũng tương đối nhé. Đấy như con này này, đầy đủ các cổng kết nối từ USB này, các cổng sạc này, jack 3.5 này. Đây ngoại hình đây nó không có cấn móp nhiều, như cái con này thì cũng tương đối này. Đó, ngoại hình nó đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Ngoại hình nó cũng tương đối nhé mọi người nhé. Đây mặt A của nó nhé. Con 2015 này thì nó khá là nặng, nó phải rơi vào tầm độ cân 8 2 cân mọi người ạ. Khá là nặng đấy. Model của nó là A1398 các bác nhé. Bản 15 inch đời 2015 nhé. Đấy, đây mặt trong này. Phím US hết nha mọi người nhé. Tất cả mấy cái máy này toàn là phím US hết nhé. Đây, bị tì tay kiểu đây. Đó. Đây, cái con 2015 thì màn nó khá là to. Con này thì bác nào lấy thì em lấy con này 6 7 triệu đi. 6 triệu 8 mọi người ạ. Tôi bác nào lấy em lấy mọi người giá này 6 triệu 8 nhá. Đấy, con này là bản đã chạy macOS Catania này, MacBook Retina 15 inch này. 2015 này. Con này của nó là Intel Core i7 nói tứ mọi người nhé, để em đổi ngôn ngữ đấy. Đấy, đổi ngôn ngữ. Đổi ngôn ngữ thì nó hiện về đũa chuẩn là i7 nói tứ. Thế mọi người nhá, phím với kiểu zin loa loa hai bên nghe khá là hay. Đó. Màn đây. Nói chung là máy qua sử dụng thì chất lượng nó được tầm 90% đi. Chất lượng nó không phải quá đẹp đâu mọi người nhé. Mọi người cũng không nên quá kỳ vọng. Chất lượng nó gọi là dùng được, dùng ổn thôi. Chứ bây giờ gọi là chất lượng chức năng kiểu thì nó đủ. Chất lượng của nó thì có thể là chưa được quá đẹp. Cái đời này thì kiếm được máy đẹp thì nó hiếm, nó ít. Nói chung là nó vẫn có mà nó ít mọi người ạ. Nó vẫn có. Đây nhá, giới thiệu về máy này. Đây nhá, đang chạy macOS Catania nhé. Bộ xử lý là 2.5 i7 nội tứ nhé. Bộ nhớ RAM 16 GB. Đấy, ổ lưu trữ của nó là 256 GB này. Nguồn điện con này là bao nhiêu ta? Đây nguồn điện con này thì thay pin rồi nhá, sạc 2 lần pin 8963. Nói chung là pin này thì dùng thoải mái cho mọi người mấy tiếng, 5 6 tiếng nhé. Pin này thì ngon. Nói chung là cái đời này thì thay pin thì không thể tránh khỏi được đâu mọi người nhé. Cái đời nó khá là sâu. Camera kiểu thì đầy đủ không lỗi. Đấy, camera đầy đủ không lỗi nhé. Máy ok hết. Bảo mật các kiểu tài khoản. Đây, test loa cho các bác này. Đây nhá mọi người nhá, xem hiển thị của con 2015 này cũng có đáng mua về để xem phim hay không này. Hiển thị âm thanh các kiểu. Mạng có vẻ hơi kém. Thank you.
Đấy, so với giao diện thì có thể nó không đẹp bằng con Pro 2015 mọi người ạ. Nhưng mà Pro 2017, nhưng mà để về sử dụng em thấy nó mượt, ngang với Pro 2017, có thể còn hơn. Đấy, âm thanh những kiểu rất là hay nhá. Đấy, bạn lấy được con nào thì nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em mọi người nhé. Cái con này thì là mấy con này thì giá là 6 triệu 8 này. 6 triệu 8 cây này nhé, bạn lấy được thì nhắn em. Nhưng mà đợt này em về nó rẻ hơn rồi, bình thường em cái dòng này em bán 7 triệu 2 cơ. Bình thường máy 66 hay 7 triệu 2, máy đẹp bán 7 triệu rưỡi. Có lúc còn đang bán con này đến 8 triệu mọi người ạ, tùy tùy từng bên bán, có bên bán đến 8 triệu con này luôn nhá. Con này thì em để rẻ hơn nữa này, con kia là 6 triệu 8 thì con này chắc chỉ hơn 6 triệu tí đó. Này, ngoại hình mọi người này, con này ngoại hình nó xấu hơn nhé. Đấy, cho bác nào thích màn to, đây con này màn hình nó bị ấy này, nó bị cục cục xuống một tí này. Nó bị rịa, bên đằng trong nó rịa mất một ít. Đó, cả hai góc đều bị nó cục cục như nhau ấy. Đấy, ngoại hình con này thì nó xấu, nó không được đẹp mọi người nhé. Ngoại hình nó thì không được đẹp lắm, mặt sau này có xước này, đấy mặt sau có xước, xước khá là nhiều, cũng mà một A398 mọi người nhá. Đây mọi người xem cái series của nó này, EG8WL này, đấy để tí xem nó có trùng vỏ không nhá. Đấy con này thì là đây mọi người nhá, con này là cái góc này, nó có bị rịa kính ở cái góc này, đó nhìn kỹ mới thấy. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì đến sân chất lượng cả mọi người nhá. Mặt bên dưới kiểu đây vẫn là phím US nhá, ba con đều phím US ấy. Con này thì em để cho các bác nào lấy thì giá 6 triệu rưỡi nhá, 6 triệu rưỡi i7 16 5 256 luôn, máy 15 inch đó. Đây nhá, giới thiệu về máy này, đang chạy Catania nhá. Đấy, 15 inch nhỉ, Mi 2015 này. Bộ xử lý 2.2 i7 nội tứ RAM 16 nhá. Đó. Ổ lưu trữ của nó là 256 GB này. Về chất lượng thì nó không khác gì nhau đâu. Nó chỉ về ngoại hình thì nó khác một chút, coi sạc 12 lần pin 8400 này. Đấy. Mấy con này dùng rất là ok nhá. Màn nó thì ngoại hình thì nó hơi xấu, nó không được đẹp. Ngoại hình nó hơi xấu không đẹp, kính thì có rịa ra một ít ở kia thôi, không ảnh hưởng gì đến máy đến màn cả. Đây màn, đây màn trắng đẹp luôn đấy mọi người nhé. Màn mấy con này cũng đẹp, tại vì cái đời 2015 này thực ra màn nó màn zin đẹp của nó ít khi bị lỗi lắm, cái đời này ít khi bị lỗi lỗi màn, cái đời này nó hay bị lỗi loa thôi. Lỗi loa thì nó rẻ, cái loa của con này nó hai mấy trăm nghìn thôi, nó rẻ, nó không đắt. Đấy, màu đỏ một cái kiểu rất là ok nhá. Giá nó đang bị bởi 6 triệu rưỡi, bác nào lấy được thì nhắn em nhé. Một con duy nhất giá 6 triệu rưỡi. Giá rẻ như kiểu là máy 13 inch nhé. 13 inch mà đẹp đẹp thì cũng tầm 6 triệu rưỡi, 6 triệu 7 với cấu hình i7 16256 như này mọi người nhé. Đây, cái hình camera kiểu đây cũng ok luôn nhé, camera cũng không có lỗi đâu nhé. Âm thanh các kiểu thì cũng ok hết, chưa có lỗi gì cả mọi người nhé. Nói chung là mua được cái con như thế này thì cũng khá là ok.
Đấy, cái này thì là 6 triệu rưỡi các bác nhá. 6 triệu rưỡi, bác nào lấy được nhắn em. Một cây duy nhất bản 15 inch giá rẻ nhất 6 triệu rưỡi. Một cây 6 triệu 8, một cây 6 triệu rưỡi. 15 inch thì chưa bao giờ bán rẻ như này mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên lên cái giá rẻ như này. Trước thì toàn loanh quanh trên 7 triệu ít. 15 inch nhá, không 15 này nó cũng rất là đáng sử dụng mọi người nhá. Đây, con này thì ngoại hình đẹp hơn, con này bán 7 triệu nhá. Con bán 7 triệu, ngoại hình con này nó đẹp hơn hai con kia. Màn hình những kiểu cũng ngon. Duy nhất một con 7 triệu. Đây nhá. Mọi người màn hình ngoại hình này, con này thì đẹp nhất rồi. Đẹp nhất, đấy bác nào lấy thì để 7 triệu nhá. Đây ngoại hình cái kiểu này, con này thì nó cũng phím US giống như hai con kia thôi mọi người nhé. Đây này, xem phím cái kiểu này, chất lượng máy của con này thì nó đẹp hơn, giá nó là 7 triệu thì mọi người lấy. Cái dòng này về thì cũng khá là ngon, nó vẫn là i7 RAM 16 256 nhé. Đây này, i7 nói từ đây, RAM 16 ổ SSD của nó là 256 GB, chạy Catania nhé, chạy ổ SSD 256 GB này. Đấy, tổng quan này, i7 này. Nguồn điện của ba con này thì đều khả năng bọn này thì thay pin hết rồi, con này pin 8600 đây mọi người này. Ba con nó giống nhau thôi, dùng 5 6 tiếng luôn, tại vì pin 8600 thì dùng best nhất là được tầm 4 tiếng đổ lên nhé. Đấy, màn biết các kiểu đẹp, không ám ố gì cả. Cái đời 2015 này màn nó bền lắm. Đời này nó không có lỗi đâu. Màn trắng, màn đen rồi các loại màn bền lắm, bền đời 2015 này. Màn Retina 2K mọi người nhé, màn Retina 2K nhưng mà nó bền lắm, nó không như ở đời 2016, 2017 thì nó dễ bị ám, rồi là dễ bị sọc hơn. 2015 này thì nó không 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 bị lỗi đấy, rất là ok. Màn đây cực kỳ ngon. Đấy, nói chung là cái đời này thì là cái nó hay bị cái bong phản quang, nhưng mà cái mấy con này thì nó chưa bị, nó đang đang còn còn màn bình thường. Nếu mình lau phản quang đi là nó đẹp hơn, rồi nó chưa bị bong phản quang nên là nhìn nó còn là nếu mà mình để màu đen đấy, không phải tức là lúc tắt máy ấy, thì mình còn nhìn thấy một số cái hàn hàn ở trên này mọi người này, đa phần con nào cũng bị luôn. Ngoại hình con này thì nó đẹp hơn một chút, đẹp hơn hai con lúc nãy. Âm thanh giống như kiểu thì nó đều ok hết các bác nhá. Đấy. Đấy, cái đời này thì em bán khá là tốt, bác nào đấy thì mọi người nhắn tin luôn mọi người nhá, nhắn tin hoặc gọi điện luôn cho em. Cái dòng này về xem phim hay là mọi người phát nhạc các kiểu thì quá là ngon. Đó, bác nào lấy được thì báo giá báo em mọi người nhá, em sẽ bán cho mọi người. Nói chung là giá thì mọi người có thể đàm phán thêm, tại vì cái đời 2015 này thì nó không được quá xuất sắc đâu, nên mọi người
lấy được mọi người cứ nhắn em, đời nó sâu rồi ấy. Cái đời mới hơn bây giờ thì nó sẽ đẹp hơn. Đây đấy, con 13 inch thì nó cũng đẹp hơn mọi người nhé, con 13 inch đây. Mà hình con 13 inch thì nó ngon hơn hơn là con 15 inch. 15 inch là họ dùng nhiều hơn. Đấy 13 inch này thì nét. 13 inch nó nhẹ nhàng, đẹp hơn. Mặt sau thì có xước. Đấy 13 inch mặt sau nó có xước nhé. Nói chung xước mặt dưới thì cũng không đáng, không nói không đáng gì cả. Ở bên trong ba con là phím US hết nha mọi người nhé, US hết, cả máy, tất cả máy US hết này. Giá được em để rất là tốt hơn bình thường là i5 RAM 8 của 128 em đã bán 5 triệu 6 rồi. Đây con này để em xem nó là hơi như nào này. Đây con này MacBook 2015 nhé. Con này RAM 8 mọi người nhé, i5 RAM 8 này. Của SSD của nó là 256 GB, 5 triệu 8, một cây duy nhất, đẹp. Pin bao nhiêu nhỉ? Pin là 5.000 này. Nói chung là pin 5.000 thì vẫn dùng được tầm 4-5 tiếng. Nói chung là khoảng 4 tiếng đến 5 tiếng. Pin 5.000 khá là ok. Đấy. Màn cái đời này thì nó không không bị lỗi đâu mọi người ạ. Cái màn đời này cái màn nó rất là bền. Đây em sẽ cho mọi người xem qua nhé. Hiếm lắm mới thấy một con bị ám hoặc là bị làm sao. Cái đời này thực ra màn nó rất là đẹp đây, màn zin đẹp đấy. Cái màn đời này nó ok. Đây màu đỏ đây. Đấy, mọi người thấy không? Rất là ok ấy. Đó. Camera kiểu một con duy nhất mọi người nhá, 5 triệu 8 thôi. Bán nhanh. Bán nhanh 5 triệu 8 chứ còn tại vì bình thường bản 128 đã 5 triệu 6 rồi, con này bản 256 này còn US nữa cơ. Đấy nên là giá khá là tốt, là bình thường con này phải bán tầm 6 triệu 6 triệu 2 ấy. Em bán cho mọi người duy nhất một con 5 triệu 8. Đợt này cũng lên luôn sale luôn cho mọi người. Máy thì ok hết nhé, không lỗi gì cả. Âm thanh các kiểu hay. Đấy, mọi người thấy không? Âm thanh con 13 này cũng rất là hay các bạn nhé. Một con duy nhất giá 5 triệu 8 cây này, bắt đầu lấy nhanh thì chắc là còn. Vì cây này em bán rất là tốt nha, chậm là không còn đâu. Còn một rất là mượt mọi người nhé. Rồi tiếp theo lên một con nữa nhé, con này cấu hình nó cao hơn. Đây tiếp theo lên mọi người một cây nữa này. À, cây này thì cũng đẹp nhé, 13 inch thì máy nó đẹp hơn, tại vì 15 inch thì thường thường nó ít được máy đẹp lắm. 15 inch máy đẹp nó có mà nó hiếm hơn. Đây 13 inch này, ngoại hình đây, góc này thì cũng có bị cụp một ít này, mà nó không ảnh hưởng lắm. Tại vì cái đời này cái viền nó khá là dày nên là khó bị làm sao, cụp một ít thì cũng không ảnh hưởng mọi người nhé. Đây nhá, màn màn phím phím US phím zin mọi người nhé, phím US kiểu nó rất là ngon. Đây nhá, à, con này đây em sẽ cho mọi người xem luôn này. À, con này là MacBook Pro 2015 nhá. Pro 2015. Bây giờ chuyển sang tiếng Anh thì nó sẽ hiện ở đây này. Còn nó bây giờ đang để tiếng Việt thì nó không hiện. Pro 2015 của xử lý là 3.1 i7 nói kép mọi người nhé. Con này nó là i7 RAM 16 này. SSD của con này là 256 GB nhé. Đấy i7 16 SSD 256 GB. Sạc thì hơn 900 lần rồi nhưng mà vẫn còn 5.000 mốt thì là vẫn còn ngon mọi người nhé. Dùng vẫn loanh quanh tầm độ 4 tiếng. 4-5 tiếng. Nói chung là dùng vẫn ok nhé. Đấy. Đó rất là ok. Còn bây giờ về màn thì cái dòng này thì khẳng định là nó không lỗi, thì vì em nhập rồi, em nhập em đã test rồi.
Đây là màn trắng của máy này, đây mọi người nhìn thấy màn trắng rất là đẹp. i7 16256. i7 16256. Giá của nó là 6 triệu 2 nhá, một con duy nhất thôi. Không giảm nữa mọi người nhá, giá chuẩn luôn 6 triệu 2. Camera các thứ đầy đủ hết, màn hình đẹp chưa mọi người, thấy hiển thị đẹp chưa, Retina 2K đấy, hiển thị rất là ok nhá. Âm thanh nó kiểu hay, nói chung là mọi người lấy cái đời mấy con đời này về để sử dụng thì rất là ok, tại vì cái đời này nó đây này nó có đầy đủ các cổng kết nối như HDMI rồi các kiểu mọi người ạ. Nói chung là đầy đủ các cổng kết nối cho mình sử dụng rất là ok đấy. Cái đời 2015 này thì được đánh giá cũng khá là ngon. Tại vì đời 2016, 2017, 2018 các kiểu ấy thì nó hay bị lỗi hơn, còn đời 2015 này nó ít lỗi hơn mọi người nhé, nó bền hơn. Đấy, mọi người xem hiển thị máy dùng rất là mượt. Con này i7 nên là nó mượt hơn i7 16. Cái RAM nó cũng cao hơn i7 16 256 cơ. Mạng nó đã đọc kém hơn đấy mọi người ạ. Rồi khi tiếp kết thúc video ở đây các bác nha, bắt đầu lấy được thì nhắn tin qua có 5 máy đây, đợt này về được 5 máy, bắt đầu lấy được thì nhắn tin qua cho em nhé, nhắn tin hoặc gọi điện qua cho em, lấy máy nào cũng được. Nói chung là về ngoại hình thì nó có thể xấu một tí nhưng mà về chất lượng của máy thì rất là ok mọi người nhé, lấy về yên tâm sử dụng thôi. Con nào pin yếu thì thay pin sẵn, là con nào pin ngon thì vẫn cứ vậy sử dụng, pin ngon pin gì thì cũng rất ok. Em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây các bác nha.